Theo báo cáo, công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và đạt cao hơn mức trung bình toàn quốc. Từ năm 2022 đến nay, Thái Nguyên đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn với tổng số vaccine đã nhận là trên 3.460.000 liều, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi đã trên 99%. Tỷ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ hai mũi đạt 99,4% và tỷ lệ trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm đủ hai mũi đạt 87,7%.